chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với cả series One Piece của mình. Những người có thân thế ra thế khủng đánh với những người bình thường. Má ơi. Đây được chưa? Thằng này được lòng anh em chưa? Được chưa? Sanji cũng là xuất thân ở hoàng tộc nhá. Đây cũng là hoàng tộc Facebook nhá. Đây là trong người quý tộc nhá. Đi chưa? Đây là Long Nhân nhá. Có hợp lý đi. Con ông cháu cha à? Ông cháu cha thì... Mình nghĩ là một mấy thanh niên đi thôi. Thân thế khủng, những người có thân thế khủng. Đây, cũng là con đó. Thằng cháu cũng kiểu gặp con trai là ấy. Thế là phải có A nữa. Bố là vua hải tặc. Đây, bạn thân là ấy. Bạn thân là Tứ Hoàng. Thân thế khủng. Thiếu một. Thế như nào nhờ? Thôi mình cứ cho hỏi chấm nhá. Rồi, những người bình thường. Những người bình thường chắc cũng hỏi chấm luôn. Bởi vì thằng nào cũng bình thường mà. Ok. Chơi nào. Aokiji Ice Body. Sợ quá. Ok. Go. Luffy đối với Buggy à? Một bộ cơ bản nhất của Luffy. Đấm vào bộ này. Nào trời. Ok. Mày làm gì tao? Ghê phết nhở? Skywalk. Mày còn Haki là mày chết đấy. Mày còn Lucia là mày chết đấy. Lo đã. Mẹ, đau nhở. Non lắm Aokiji à. Không có đường thoát đâu. Đỡ một chảo rồng. Thế giới ai à? Rồi. Quả long trào thủ vãi đạn thật. Có cái gì đây?
Ok, Luffy đã đỡ rồi. Ây à, cái gì đây? Khủng thế. Ôi nào. Kinh vãi. Jin Bei Kobo kìa. Ôi may là mình bật lửa lên anh em ạ. Ây à, kinh. Nó có đỡ thế này đi. Đỡ phụ đi. Sửa lại, máy đổi. Cái cả trượt luôn đấy. Quả chưa được kích thân. Chết đi. Thế mà có hóa lên kia 4 kiểu. Mình chỉ đánh được trưởng thứ 3 nhá. Khá là khó để đánh kiểu không gắn cả Rhino Shinada. Hơi chậm nha bạn nhá. Hơi chậm bạn nhá. Nó ra nhanh hơn kìa. Mày thế nhờ. Đây rồi. Có quả gáp này thì zip rồi. Tao mày mặc màu hồng cơ mà. Ghét mấy cái thằng nào mà gắn thiên nga trên đầu lắm nhá. Cái thằng Bon Clay này lúc chết là nó nhiều kinh khủng luôn đấy. Mà kiểu di trúc ấy. Lại Bon Clay. Vừa thoát khỏi nó xong. Đỉnh quá nhờ. Mày cũng biết gọi máy là đỡ đây. Đỉnh quá. Thằng đó moi này. Ok kìa. Máu nhờ. Đánh thì đỡ. Đánh thì đỡ nhiều. Mày này. Sao? À con. Sao à con? Ok. Bướng quá nhở. Bướng này. Gai chou,
Mày quá linh tinh ý nhở. Ok, mình bậc linh tinh quá. Có hơi linh tinh quá ấy. Bên trái là nam, bên phải là nữ à? Chúng ta đi chó. Hết thời gian để chơi rồi bạn ơi. Hết thời gian để chơi rồi. Nghe chưa? Hết thời gian để chơi rồi. Đi. Hết thời gian để chơi rồi. Ok, để ủng hộ mình làm tiếp clip tiếp theo thì anh em đừng quên nhấn like, bình luận ở phía dưới, đăng ký kênh cho mình. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt.